trời ơi, mua về mà không biết có xài được không, có mặc vừa hay không nữa thiệt chứ. Trời, đi phim trường mà xách cái gì quá trời vậy Hương? Đem chị anh hả? Không phải. Trời ơi, chị anh cũng vừa có sống hả? Rồi, chút xíu nữa, em sang lại nè. Em bị hơi bị ngon chị đó. Chị biết sao không? Ở đây, cái này là toàn đồng nghiệp mình bán không đó chị. Trời ơi, sáng đi vô đi quay á, mà vừa đi vô tới á, gặp chị lao công á, thì chị Tường ơi, cái này đẹp dữ lắm, tại vì cái này là chị bán online, nên áo này hợp với em lắm. Mà mình nói trời ơi, Tường đâu áo đầm không đâu, mà áo thun, mà không mua ủng hộ chị đi, đẹp lắm, em mặc đi chơi đồ này kia. Đó thì mình cũng dị nể rồi, mình mua luôn. Xong vừa mới lên tới lầu 1, gặp cái cô nhân viên văn phòng, chị Tường ơi, chị đi làm á, sáng tỉnh táo, chị uống một ly cà phê của em nha, cà phê em đảm bảo ngon chất lượng lắm này kia. Rồi mua luôn cà phê, rồi đi lên trước khi vô quay, đó. Con bé phụ make up, chị ơi chị ăn cái mực dream của em đi, mực dream em tự làm ngon lắm chị ơi. Tại đây là mới ngày hôm nay thôi, em đi quay phim á hả, bây giờ trong đoàn phim ai cũng bán hàng hết trơn á chị, son phấn mỹ phẩm mặt nạ ôi đủ thứ hết trơn, rồi mình cũng mua mà đừng nói ông xa, những người cái bên chị cũng bán nhiều lắm rồi nè. Trời ơi, thì bây giờ mình ủng hộ đồng nghiệp mình, rồi đồng nghiệp mình ủng hộ lại, rồi chưa kể nhiều khi đi quay cũng cầm đồ sản phẩm mình theo ông mình gì đó đó, mời ăn xong rồi nhờ quay chim la chim quảng cáo phụ, ta nói khổ ghê luôn. Hình như bây giờ em nói chị Mai nghe, đây là cái xu hướng rồi. Thế chị thấy cũng hay mà. Xu hướng là giờ chị vậy thấy hay mà. Là bây giờ nhiều khi không, nhưng mà thí dụ như vậy, em có công việc chính rồi mình kinh doanh mình làm thêm. Nhưng mà có nhiều người lúc đầu là cũng nghĩ giống như em như vậy. Có nhiều chị em làm công sở công ty có công việc làm ổn định xưa giờ đàng hoàng luôn. Rồi lúc đầu là coi như là làm thêm kinh doanh thêm cho vui, nhưng bây giờ là họ nghỉ công ty luôn chị. Đã chuyển sang là kinh doanh luôn. Chị Mai thấy sao? Thực ra đối với bản thân chị thì chị nghĩ là ủng hộ. Bởi vì sao? Cũng còn có nhiều người ta có mơ ước đi, có những người đi làm công việc là công việc, nhưng mà thực ra mơ ước nấu ăn. Thì giờ mình làm nào giờ nổi tiếng cái mít hay là cái khô gì đó của mình, làm cho nhà mình ăn cái làm dư một chút rồi đi bán. Bán được các bạn bè khen bán tiếp. Vui mà, chị thấy cái đó cũng vui mà, thêm thu nhập cho gia đình của mình này. Rồi đồng thời nữa là cũng tạo cho mình sự năng động, mình không bị ù lì. Chị nghĩ là cái đó là ủng hộ. Nhưng mà thật sự thì Tường cũng hỏi là hỏi gì chị vậy thôi. Tại vì Tường cũng thắc mắc mà Tường cũng có tìm hiểu, tâm sự, đi tám chuyện. Chứ một số chị em phụ nữ làm văn phòng nhiều khi họ lại tâm sự rằng là giờ lương làm văn phòng thì nó chỉ là cái mức trung trung, nó không có một cái sự đột biến gì hết. Cho nên là sẽ như vậy hoài, điều ngày này qua tháng nọ, không có một cái gì mà có thể là tăng cái nguồn thu nhập hết. Cho nên họ cũng muốn thử, người phụ nữ hào họ cũng khát khao được làm chủ hết á. Mình đi làm cái văn phòng á là mình công nhận là lương ổn định, nhưng mà mãi mãi mình cũng chỉ đi làm thuê. Cái tâm lý của họ có một cái suy nghĩ trong đầu như vậy. Và khi mà họ kinh doanh á, mặc dù lời nhỏ nhỏ, em trong công ty em làm chị ngon quá, em mốt làm cho chị vài ba hộp, cái em bán cho chị được, cái em bán cho chị kia, cái em bán gì nọ, cái tự nhiên thấy vui vui bán được ngày 5-7 hộp, cái khoái quá. Lúc đầu là tính nghĩ là làm chơi, nhưng không ngờ làm chơi mà ăn thiệt. Bây giờ rất là nhiều nghệ sĩ luôn, không đi nói người bình thường, là bây giờ không đi diễn luôn, ở nhà làm đồ, em biết vài người luôn là ở nhà làm đồ ăn để bán, rồi có những người bán. Mà chị đó chị mua mít á, tại vì bạn mình mà, thứ nhất á là bây giờ thực phẩm mình không có tin. Nhưng mà chị phải công nhận bạn mình và phải công nhận là phải ngon mới mua, ngon. Hàng phải chất lượng mới mua. Có nghĩa là nhiều khi bạn mình có thể mắc hơn chút. Đúng. Nhưng không sao hết, miễn là biết là bạn mình đàng hoàng. Và đa số bây giờ các chị em phụ nữ là toàn là buôn bán là phải dựa vào online hết. Nhưng mà nói thật nha, chị không biết online bán có lời không á. Lời rẻ lắm. Không, nhưng mà lời này đói lòng mình á. Lời, nhưng tại mà vì chị thấy nhiều cái quần áo á, cái gì mà có 100 rồi 150 một cái bộ đồ hay cái áo gì mà số sao mà lời ta. Thì thật sự em nói với chị nè, tất cả mọi thứ nó đều phải có một cái câu gọi là tiền nào của đó, tiền nào của nấy. Giống như chị nói là cái áo hay cái quần 50 ngàn, 100 ngàn, nhưng mà nếu họ mua về mà họ mặc được á thì là họ mua xong mà 50, trời 50 mà mặc ngon quá, họ sẽ mua nữa. Nhưng mà 50 mua về giặt lần nó banh luôn thì lần sau họ đâu có mua nữa đâu. Thì họ chỉ mua của mình đúng một lần thôi. Ví dụ như giờ em bán cái áo nó 500, chị đắn đo, chị suy nghĩ cái khách của em nó sẽ ít hơn. Nhưng mà khi chị mua chị mặc về, ôi 500 mà đẹp quá, thì người ta mua, người ta sẽ tiếp tục, người ta mua nữa. Cho nên vấn đề ở đây á là mình muốn kinh doanh lâu hay là mau là do mình. Cho nên cái người đi mua hàng phải luôn luôn một cái vấn đề là phải lựa đúng nơi bán nè, uy tín, chất lượng đảm bảo, và phải là người khách hàng thông minh. Chứ còn cái người mua bị lừa chứ cái người bán đâu có bị lừa. Nhưng mà đúng chị không? Thấy, nhưng mà chị thực ra thì chị thì thấy là nhiều khi ngay cả bán nó cũng có nhiều cái rủi ro lắm. Có những người á họ vô inbox,
họ kêu họ mua rồi chat tới chat lui, có khi cả bao khổ chục câu lắm, khổ rồi bắt lắm. Đầu mới chốt được đơn hàng, mới đồng ý giá cả mua. Nên khi ship đến tận nơi thì gọi điện thoại thuê bao, hoặc là nhiều khi từ chối không nhận hàng. Tại vì mình trả trước á, đúng rồi, thì khách ta đâu có chịu, tại vì đã xếp sản phẩm đâu mà đợi nhận xong rồi họ mới trả, thì lúc đó họ đổi ý, hoặc lúc đó không có nhu cầu, nhiều khi họ không thích nữa, hoặc là mà mình lại nhờ cái công ty thu hộ thì vừa rồi cái công ty thu hộ cái lý do một cái công ty thu hộ vừa rồi lại bị phá sản. Thành ra nhiều khi mình là cái người bán bị mất, chỉ có gặp nhiều người bạn. Trời ơi, kinh doanh sao mà nằm vắt tay chân chán mà một tuần không ra khỏi nhà, buồn quá, lỗ. Ơi, thật tại ra đầu tư, lắm, khách tại hàng vì, người ta thông minh lắm. Tại vì là... em biết xong đã mua hàng, chất hàng về rồi. Mua thì muốn mua cho rẻ thì phải mua tương đối nhiều chút. Xong bán không được, nằm ở đó. Đúng mà, rồi, đâu có cái gì thực phẩm này nè. Nó có thời hạn chứ đâu có phải đúng là để luôn. Cho đến năm này qua năm kia bán không hết là coi như hãy là... hiểu cái nỗi lòng của người bán hàng online, nó có rất là nhiều cái khó khăn chứ không phải dễ, mà nhất là đó. Bây giờ càng nhiều người bán lại càng cạnh tranh, càng đúng nhiều rồi. Sự lựa chọn cho khách hàng. Do đó thực sự ra mà nói thì cái này quay trở lại về vấn đề nhân hiệu là quan trọng lắm nha Tường. Nhân hiệu có là uy tín cá nhân đó. Thành thử ra nói cho cùng ra thì nghệ sĩ mà bán là lợi điểm hơn rất đúng nhiều rồi, hoặc là những người nào mà có cái lượng follower nhiều ở trên Facebook. Nghệ sĩ bây giờ chuyển sang bán hàng online cũng rất nhiều bởi vì họ có cái lượng follow sẵn. Nhưng mà em thấy em nể luôn, có những bạn trẻ nha, họ lên livestream bán hàng, khách vô coi cực kỳ đông, mặc dù họ không có phải là nghệ sĩ, không có gì hết, nhưng mà họ cũng làm ăn uy tín lâu năm. Thì tự nhiên cái gương mặt của họ cũng là một cái gương mặt mà uy tín, Tường phải công nhận là thật sự rất là giỏi. Và bây giờ thì để cho chị Thanh Mai cũng như quý vị khán giả thấy được cái xu hướng mà những anh chị công sở mà chuyển sang bán hàng online thật là nhiều đó, xin mời quý vị theo dõi một đoạn clip sau đây. Theo đánh giá của các chuyên gia về thương mại điện tử, thì năm 2018 là giai đoạn bùng nổ về hình thức bán hàng online, phổ biến là bán hàng trên Facebook. Tại Việt Nam, số người tham gia hình thức kinh doanh này ngày càng lớn và phụ nữ chiếm đa số. Chỉ cần một chiếc máy tính cá nhân hoặc một chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng Internet cùng một tài khoản cá nhân, cả một thế giới kinh doanh ảo mở ra trước mắt. Ở đó có thể bán hoặc mua đủ chủng loại hàng hóa với đủ mọi nhãn mác và giá cả. Chính sự tiện lợi đó đã thu hút đông đảo chị em tham gia vào loại hình kinh doanh online. Mình là một nhân viên kế toán, mình thấy xu hướng phụ nữ hiện nay đã hướng sang kinh doanh online rất là nhiều, đặc biệt là kinh doanh online trên Facebook. Một số đồng nghiệp của mình đó, họ cũng đi theo cái hướng này, và một số người thì buôn bán mỹ phẩm nè, một số người thì họ buôn bán quần áo hoặc là những cái món đồ ăn mà họ tự chế biến ra. Sắp tới mùa trung thu rồi á, năm ngoái thì mình thấy mấy cái chị đồng nghiệp của mình á, tự làm bánh để bán, thấy là lượng người mua cũng rất là nhiều, nên năm nay mình đã quyết định thử bán bánh trên trung thu ở trên Facebook coi làm sao. Cái nguồn thu nhập họ có được á, rất là cao, đôi khi còn cao hơn cả cái nguồn thu nhập mà trong công việc công sở mà họ có nữa. Mình đã bán hơn một tháng và thấy là có lời, người mua cũng rất là nhiều. Quan trọng là mình cảm thấy cái việc buôn bán hàng online rất là vui và rất là thú vị. Đó, người bán hàng online, nhà bán hàng online. Nhưng mà theo chị mà nói thì chị vẫn nghĩ rằng là buôn bán hàng online là một cái cơ hội rất nhiều cho chúng ta. Ví dụ như là trong những cái thống kê của Harvard, 100 doanh nghiệp ra đời thì chỉ có 80% doanh nghiệp chết ngay trong 2 năm đầu tiên. 20 doanh nghiệp tồn tại và đến 5 năm sau thì số lượng nó còn ít hơn rất là nhiều nữa. Là bởi vì khi chúng ta mở doanh nghiệp ra, chúng ta phải biết bao nhiêu chi phí, dù cho kinh doanh nhỏ hay kinh doanh lớn, dù cho là bán một cái quán ở ngoài đường, thuê một cái mặt bằng không đáng bao nhiêu, nhưng cũng sẽ khó khăn rất nhiều so với online. Nói gì thì nói, online chúng ta có thể từ từ chúng ta thăm dò được. Hôm nay chúng ta lên, chúng ta live stream, hay là chúng ta chia sẻ thông tin với bạn bè, rồi chúng ta nhắm chúng ta làm từ 5-7 sản phẩm, bán được rồi bán, không bán được thì ít nhiều thì cũng ít vừa. Còn nếu mà từ từ chúng ta mỗi ngày chúng ta tăng lên, và chúng ta không ít nhất là chúng ta không bị tốn những chi phí trong kinh doanh, gọi là fixed cost là những chi phí cố định mà dù cho chúng ta kinh doanh được hay không, nên là chúng ta vẫn phải trả. Chúng ta chỉ tốn gọi là phí biến động, là những cái phí mà chi phí cho cái sản phẩm này thôi. Còn lại tất cả những cái phí còn lại thì là Facebook đã giúp đỡ chúng ta rồi. Thành thử ra mà nói gì thì nói, một nửa chi phí chúng ta đã được gắn ra, và chúng ta chỉ còn lo mỗi cái biến phí nữa thôi. Và đó là cơ hội rất là nhiều cho chị em chúng ta, miễn là chúng ta có những sản phẩm độc đáo này, chúng ta có uy tín này, rồi chúng ta có cái giá cả tốt này, rồi chúng ta biết cách thể hiện làm sao cho sản phẩm chúng ta được đẹp mắt, được hấp dẫn này, và chúng ta có thể thăm dò từ từ dần, và làm sao cho cái lượng Facebook của chúng ta có cái follower nhiều hơn. Nếu mà nghệ sĩ thì nó là một điểm quá mạnh rồi.
Tóm lại trong chương trình ngày hôm nay thì Tường cũng là một người đang kinh doanh online. Tường cũng có một số những cái lời khuyên dành cho các bạn khi mà chúng ta đang muốn chuyển hướng sang kinh doanh online. Đó là một cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể tự trải nghiệm bản thân, tự khám phá bản thân mình để xem mình còn có nhiều cái năng lực gì khác. Tùy theo cái bản tính của từng người, nếu ta là cái người mà cảm thấy là muốn bình an thì chúng ta hãy giữ cái công việc mình mà mình đang có. Khi mà chúng ta muốn mạo hiểm, tại vì đã kinh doanh nó phải có sự mạo hiểm, nó phải đúng có rồi. Sự rủi ro thì chúng ta cứ trải nghiệm đi, tuổi trẻ mà cứ làm đi, đừng có sợ thất bại. Tại vì mình sợ thất bại thì mình không bao giờ có được những cái kinh nghiệm hết. Nhưng mà quan trọng đó, chúng ta làm mà thành công thì chúng ta may mắn, mà không thành công bao nhiêu năm sau khi chúng ta về già chúng ta không tiếc nuối rằng chúng ta đã không làm những điều mà chúng ta muốn làm. Nhưng không phải là làm bừa làm ẩu. Đúng muốn rồi. Kinh doanh online, một số những cái bí quyết để mà có thể thành công Tường xin chia sẻ với cả nhà. Thứ nhất, trước tiên là phải lấy cái uy tín lên làm đầu để khách hàng người ta mới có thể quay lại lần thứ hai. Cái thứ hai là cái nguồn hàng của chúng ta là nguồn hàng phải đảm bảo uy tín chất lượng. Mình đừng có nghĩ rằng mình lừa gạt được khách hàng đâu. Đúng nếu rồi. Có người nào mà ngu ngơ lắm bị mình gạt một lần thôi rồi họ sẽ cặt mặt mình liền. Và trên mạng mà họ chỉ cần họ đồng loạt, chỉ cần mà đồng loạt mà họ cặt mặt mình, tẩy chay mình thì thôi mình sập tiệm luôn. Cho nên uy tín vẫn đặt lên hàng đầu quý vị nha. Cảm ơn chị Mai rất nhiều với những chia sẻ ngày hôm nay, và cũng hy vọng rằng những thông tin ngày hôm nay mà chị em chúng tôi chia sẻ sẽ giúp ích rất nhiều cho những chị em phụ nữ đang làm văn phòng, đang là cái chị em phụ nữ công sở đó. Mình có thể có một cái suy nghĩ thật chín chắn, một cái bước chuẩn bị thật kỹ lưỡng để mình bắt đầu bước vào cái con đường kinh doanh online. Biết đâu mai mốt chị cũng bán hàng online. Thôi hay là chị em bày với chị đi, là chị bán chung với em. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề ngày mai. Xin chào.